Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Dũng em quay trở lại với anh em trong video chia sẻ về chiếc xe Jupiter nha. Thì có những các bạn, nhiều bạn hỏi quá, mình bắt buộc mình phải làm video này để trả lời cho anh em và để chia sẻ lại một số kinh nghiệm để cho anh em tự làm nha. Thì mình chỉ chia sẻ về mặt kiến thức thôi và lý thuyết thôi. Một số anh em có thể tự làm trong video này. Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ anh em về một số anh em hỏi là anh hãy làm video chia sẻ về cách test cái xe, về cái độ hao xăng của nó, một cây số đi được bao nhiêu, hay là một lít xăng đi được bao nhiêu cây số. Nói chung là rất nhiều cái câu hỏi mà Dũng cũng đã làm video lúc trước đó, đó là thử thách chạy tất cả các quận huyện của Sài Gòn để test mức độ hao xăng, nhưng mà nó không có chi tiết rõ ràng để cho anh em biết và cách làm như thế nào. Thì Dũng sẽ chia sẻ trong anh em trong video để anh em test cái mức độ hao xăng của xe mình như thế nào, để anh em tự làm nha. Ok, thì đó là về mặt lý thuyết mình sẽ chia sẻ cho anh em trong video này. Ok, mà anh em vào luôn. Thì trước khi vào video, mình chia sẻ anh em về cách mà mình test cái xe về cái mức độ hao xăng của nó như thế nào. Thì mình cũng một số cái lưu ý cho anh em luôn nha. Mình thì hiện tại mình cũng có nhiều thời gian để mình đi test từng lít xăng hay là từng cây số cho anh em coi. Mình chỉ chia sẻ lại cho anh em tự mà test tại nhà, hoặc anh em đi làm rồi mình test luôn nha. Ok, thì anh em cứ có hai cách đơn giản, và mình sẽ chia sẻ một cách ngắn gọn cho anh em dễ hiểu và dễ hình dung nhất nha. Thì trước khi vào cái chia sẻ đó, thì mình muốn lưu ý cho anh em một số anh em muốn test xe, mà anh em cứ test là thử cái nguyên cái bình xăng chúng ta 3 lít 4 lít, cái bình xăng chúng ta chạy được bao nhiêu, thì anh em cứ lấy xe ra đổ đầy bình xăng, anh em cứ chạy cho khô xăng hết, anh em cứ đăng lên là anh em nguyên cái xe chúng ta chạy đầy bình được mấy trăm cây số, nào là 200-300, nào 300-400, anh em chia ra tất cả, anh em làm như thế thì làm ảnh hưởng xe rất nhiều nha. Ok, biết là khi mà anh em chạy xe như vậy á, thì anh em cứ đổ đầy bình, là anh em cứ chạy cho nó khô luôn, là anh em cứ đổ bình này bình kia, anh em cứ test là xe chúng ta hao xăng như thế nào thứ kia tùm lum hết, thì nó làm cho xe chúng ta cứ mỗi lần xe mình đã lưu ý anh em rồi, đặc biệt xe không bao giờ để cho nó khô xăng, và anh em phải chạy tối thiểu nhất là cái vạch đỏ là anh em phải đổ xăng vô, đó là cái tối thiểu nhất. Cùng số anh em khác mình muốn bảo vệ xe, cương xe, chiều xe hơn, anh em chỉ chạy phần nửa cái bình xăng thôi là anh em đã đổ xăng mới vô rồi. Đó là một số lưu ý cho anh em nha. Em biết nếu mà test xe theo kiểu đó thì anh em cũng thật sự cũng không có biết về cái thực tế cái mức xăng chúng ta như thế nào nữa. Vì khi mà test xe mức độ hao xăng thì nó phụ thuộc quá nhiều cái yếu tố, chứ không phải yếu tố là chúng ta cứ đổ xăng vô là chúng ta chơi, chúng ta chạy, chúng ta chia ra cái cây số là chúng ta biết xe chúng ta đi có hao xăng hay không. Thì anh em biết là khi mà test xe thì những cái lưu ý mà mình muốn chia sẻ anh em trước khi mà mình chỉ cho anh em hai cái cách đó. Ok, những cái lưu ý mà anh em trước khi anh em test xe đó là xe anh em, đặc biệt xe anh em còn mới nha, còn mới và nói chung là còn mức độ là ok được á, chứ đừng có xe anh em chạy 5-10 năm hay gì đó thì mức độ hao xăng hay test xăng thì nó cũng vậy thôi đó. Anh em phải còn mới trong vòng vài năm thôi, và những cái đồ phụ tùng này nọ anh em đã thay mới, và thay mới giống như là vỏ xe, ruột xe, lớp xe, nhông sên dẻ và lọc gió, buji và một số cái mà nó liên quan tới xe để nó cộng hưởng cho chiếc xe, thì anh em đã thay định kỳ, và anh em nói chung là anh em thay định kỳ trong thời gian nó còn chứ không có quá cái thời hạn những cái dụng cụ đó nó xài lâu quá rồi, thì anh em có test xe thì nó cũng vậy thôi đó, thì nó sẽ không có đúng chính xác hơn. Đó là một cái lưu ý. Ok, và cái lưu ý tiếp theo đó là anh em đổ những cây xăng uy tín, và anh em đổ những cây xăng đó là những cây xăng có thương hiệu nha. Đó, và những cây xăng có thương hiệu để làm gì, để cho nó có được mức độ đổ xăng nó chính xác, cái thông số này nọ, những cái số đó nó rất chính xác. Và thêm một cái nữa đó là anh em đổ xăng vào buổi sáng để anh em test cho nó dễ nha, và nó chính xác mức độ liều lượng luôn. Và anh em buổi sáng anh em nên test luôn, và test trong thời gian ngắn thôi, thì anh em sẽ không có cần phải chạy quá nhiều vài trăm cây số, là anh em hãy chia ra chia cho mệt, anh em cứ test trong thời gian ngắn
mức độ test là anh em test từng tông dòng 80 cây trở xuống nha. Em biết là tại sao mình chia sẻ anh em là mình nên chạy tầm là 7-80 hoặc 90 cây số là anh em đã biết được cái mức độ hao xăng của chúng ta như thế nào, chứ không cần phải chạy vài trăm cây số là anh em mới chia ra để mình biết nha. Vì anh em biết á, tất cả các dòng xe thì theo mình đã khảo sát rồi là không có dòng xe nào mà nó mức độ hao xăng của nó tối thiểu là 80 hoặc 90 trở lên hết. Nên anh em khỏi cần bận tâm là phải chạy quá nhiều, là anh em chia ra để anh em biết cái số lít của xe của chúng ta chạy có hao xăng hay không nha. Anh em nhớ lưu ý cái phần đó nha. Chừng 80-90 là anh em đã biết rồi đó. Cái đó là những cái tối đa, còn đôi lúc dữ lắm là anh em chừng 70-70 là anh em đã biết rồi. Ok, có hai cách test mà mình thấy nó đơn giản và nó dễ hiểu nhất, và anh em ai làm cũng được và làm mỗi lúc mọi nơi anh em đều làm được. Đó là cách đầu tiên, đó là anh em tự xử, và cách thứ hai đó là anh em dùng quyền trợ giúp của người khác đó. Ok, cách đầu tiên tự xử có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh em mua xăng về, anh em dùng những cái bình để mua xăng á, như chai nước ngọt bự 1-2 lít gì đó, anh mua xăng về anh em la ngoài tiệm hàng nhựa, anh em mua một cái lít, cái ca 1 lít hoặc 1 lít mấy gì đó. Cái ca đó gọi là cái ca pha chế nha, pha chế trà sữa hay pha chế nước ngọt, pha chế đầy đủ gì đó. Nó có những cái vạch phân cách, nó để chia cái độ ml á, thì anh em lấy cái xăng mà anh em đã mua anh em chế vô đó, thì anh em muốn là bao nhiêu lít hay là 1 lít bao nhiêu, thì anh em rất dễ chia cái mức lượng đó, thì nó rất chính xác. Và anh em cứ đổ vô cái bình của mình và anh em cứ chạy và anh em sẽ biết mức độ hao xăng của nó như thế nào. Đó là cách anh em tự xử. Thứ hai đó là dùng quyền trợ giúp của người khác, đó là anh em dùng quyền trợ giúp của cây xăng nha. Là anh em khi mà anh em đổ xăng á, thì anh em nhớ ghi lại cái số lít mà anh em đã đổ ở trong cái cây xăng mà uy tín á, đó, nó là bao nhiêu lít trong cái bình của chúng ta khi chúng ta đổ đầy bình luôn nha. Tất cả các cách anh em đều đổ đầy bình xăng đó, và anh em đổ đó là bao nhiêu ml, anh em ghi lại cái số đó. Thí dụ là 2,5 lít, 50 ha, 2 lít 3, 2 lít 4, 1 lít 6 gì đó, tùm lum hết. Anh em ghi vô cái thông số mà nó hiện lên cái bảng điện tử đó, anh em đó là nhờ quyền trợ giúp người khác để anh em test cái độ hao xăng của xe mình. Cách đó chúng ta thực hiện như thế nào đây? Thì mình sẽ chia sẻ về mặt lý thuyết luôn cho anh em tự xử luôn nha. Thì anh em, mình không biết xe anh em 3 lít mấy hay là 4 lít 1 hay 4 lít 2 mình không biết. Anh em đã chạy bao nhiêu bình xăng của anh em còn có đầy hay chưa, hay là lưng hay như thế nào, không cần biết. Thì anh em cứ chạy thẳng vô cây xăng, anh em kêu đổ cho anh em đầy bình, và cái mức xăng á, nó vừa chạm cái mí dưới của cái bình xăng là anh em không nên đổ tràn bình nha. Anh em đổ chạm cái vừa mới dưới là nó đã đầy bình rồi. Thì anh em ghi lại cái thông số đó là bao nhiêu, và anh em ghi lại cái số lít luôn đó, cái số lít là bao nhiêu là anh em ghi vô, và anh em chụp lại cái màn hình ở cái đồng hồ số của anh em á, là bao nhiêu cây số. Và anh em cứ thế từ lúc đó đó, từ lúc ở trong cây xăng anh em cứ bấm nút đó, bấm nút cái cây số đó, là thí dụ là cây số đó là 200 cây, nó hiện cái số 200, thì anh em ghi lại số 200, và cái số lít anh em đã đổ đầy bình là 2,1 lít, 2,6 lít, hay là 1,6 lít, 1,4 lít gì mình không biết. Ok, anh em bắt đầu chạy. Sau khi anh em bắt đầu chạy á, thì anh em bắt đầu cây số chúng ta bắt đầu nó lăn rồi, thì anh em cứ chạy đi làm hay đi đâu á, thuận tiện hay đi chơi hay gì đó, thuận tiện cái đường đi các anh em đi luôn, chứ không cần phải lâu lâu mình hứng mà đem xe ra mình test chi cho nó hao xăng và không có lợi ích gì hết. Thì anh em cứ có đi công chuyện gì xa gì đó, anh em làm luôn cái cú test luôn cho nó dễ. Ví dụ có đi chở hàng hay là chở bạn hay chở bạn gái gì đó, nhưng mà khi mà anh em test á, thì anh em nên lựa những cái khung đường nó ok nha, như những khung đường nhựa, những khung đường thẳng, chứ đâu có anh em vô những cái ổ gà ổ voi, những cái bờ hẻm hóc tùm lum hết, hay là những cái bờ giường gì đó, thì test xăng nó không có lợi ích gì nha. Anh em test cũng không có chính xác lắm. Anh em khi mà test á, thì lựa những cái địa hình đó là đường nhựa đó, 100% là đường nhựa, thì anh em test rất chính xác nha. Ok, sau khi đã lưu ý là anh em chạy đường nhựa, thì anh em cứ chạy di du bình thường, thì anh em chạy cho mình tầm khoảng chừng 7-80 cây số thôi. Là thí dụ con số nó nhảy từ số 200 á, nó nhảy lên số là 280 và 285, 270 gì đó, anh em ngưng tại đó nha. Anh em ngưng tại đó cho mình. Ok, chạy tầm 7-80 cây rồi, thì anh em ngưng tại đó, anh em
chạy vô cây xăng. Anh em kêu đổ cho anh em đầy bình trở lại. Đó là vừa chạm cái mí mà lúc sáng mà anh em đã đổ á, vừa chạm cái mí đừng nên đổ cho đầy bình tràn luôn. Đổ đầy bình dưới cái nắp bình xăng. Dưới cái mí nắp bình xăng á, thì anh em sẽ thấy cái số lít nó hiện lên, là thí dụ là cái thông số trên cái bảng điện tử á, là 1.6 hay là 1.1 ha, là chưa tới 1 lít hay gì đó. Thì anh em cứ lấy cái số đó. Đó. Và anh em cứ lấy cái số cây số, thí dụ anh em đã chạy hãy 80 cây thì anh em lấy 80 cây anh em chia cho cái số đó, là nó sẽ là cái số lít mà anh em đã chạy nha. Thì xe anh em sẽ 1 lít chạy bao nhiêu thì anh em rất dễ biết, không có cần phải test 200-300 cây số hay là 300-400 cây số chia cho mệt, và phải chạy đôi lúc anh em chạy đi phượt đi này đi kia test kiểu đó trước bành xe luôn. Một số anh em khác thì để ngày này test ngày kia mà họ test mất rất mất thời gian. Và anh em thêm cái nữa đó, hôm nay anh em test 50 cây mà anh em test 60 cây là anh em cộng dồn em chia thì nó cũng hơi mất thời gian cho anh em. Cái đó mình chia sẻ anh em cách test nhanh chóng nhất và anh em dễ biết nhất. Ok, cách mà test mà mình dùng quyền trợ giúp của người khác thì nó rất dễ, là có cái bảng số lít đó, nó hiện trên mặt đồng hồ của người khác. Thì đôi lúc đồng hồ người khác, nếu mà đồng hồ người khác đã chỉnh ok thì chúng ta test chính xác. Còn chúng ta tự xử là chúng ta dùng cái ca đông lít ở nhà, thì anh em cứ chạy ở đâu đó 20-30 cây hay 40-50 cây là anh em quay đi trên đường về, thì anh em cứ quay về trở về nhà là anh em đã mua xăng sẵn rồi ở nhà đó. Thì anh em chế vô cái ca, anh em cứ chế thẳng, anh chế theo ca theo ml á, anh em cứ chế thẳng vô cái bồn xăng là anh em cứ đo cái số xăng mà chúng ta đã chạy bao nhiêu, anh em cứ tự chia ra là ok được. Đó là hai cách mà mình thấy nó đơn giản cho anh em. Cách thứ hai thì nó hơi mất công xíu. Và cách thứ nhất thì anh em dùng quyền trợ giúp người ta khác thì nó rất đơn giản rồi. Cái gì cũng vậy, người ta giúp các bạn thì nó nhanh hơn là các bạn tự xử rồi. Ok, thì nãy giờ mình đã chia sẻ anh em về cách mà mình test cái xăng của bản thân xe của các bạn á. Thì anh em cũng có thể sử dụng 1-2 lần nha, nhưng mà anh em đa số nên anh em test vào buổi sáng nha, để anh em biết được cái mức độ hao xăng của như mình như thế nào. Và anh em lưu ý cho mình những cái lưu ý mà mình đã chia sẻ trong video á, anh em phải xe với em như thế nào. Nếu mà lâu quá thì anh em test thì nó mất công quá, đôi lúc còn mới một số độ mới thì nó cộng hưởng nhau thì nó giảm mức độ hao xăng, chúng ta rất dễ biết nha. Thì ok, đó là video của mình. Anh em cảm thấy video này hay thì anh em có thể nhấn like, anh em chưa đăng ký thì đăng ký nha. Anh em có những cái cách nào hay hơn thì anh em comment bên dưới cho anh em khác học hỏi nha. Ok, thì video tạm dừng tại đây. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn em trong những video tiếp theo. Xin chào.